từ đầu.com xin tiếp tục cái bài học về cài đặt và sử dụng những phần mềm cho khóa học về lập trình web và thiết kế web. Cơ bản là chúng ta đã có đầy đủ những cái phần mềm cần thiết để học tập và để làm việc. Để học tập thì chúng ta đã có những phần mềm như là VLC, Yahoo, SkyTeamViewer. Để làm việc thì chúng ta đã có Firefox và chúng ta bài trước thì chúng ta đã vừa cài lên Notepad cộng cộng. Nó cũng đủ để dùng rồi, mặc dù nếu mà chúng ta dùng Dreamweaver hoặc là những phần mềm mạnh hơn như Aptana thì nó sẽ tốt hơn một chút, nhưng mà như thế là đủ rồi, ta khoan chưa dùng đến cái phức tạp hơn vội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cài tiếp một cái phần mềm nữa, đó là một cái phần mềm mà bao gồm ba, gọi là phần mềm gọi là ba trong một. Đó là cả một cái phần mềm ba trong một, nó đó là phần mềm Sample. Nó ba trong một bởi vì nó bao gồm những cái gì? Nó bao gồm có là Apache, tức là một cái web server. Nó cũng bao gồm cả PHP, là một cái ngôn ngữ lập trình mà chúng ta sẽ theo đuổi những khoa học web này. Tất nhiên là tôi còn dạy nhiều ngôn ngữ khác, nhưng mà PHP là một trong những cái ngôn ngữ mà được quan tâm đầu tiên và bây giờ cũng là ngôn ngữ tương đối phổ biến, ngôn ngữ lập trình đúng không? Thì trong cái trường hợp này thì người ta gọi là một cái, các bạn không cần quan tâm tới cái bản chất thật của nó nhá, mà các bạn chỉ biết là đây là phần mềm gồm ba cái thứ như sau thôi: MySQL, đó là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, Relation Database Management System. Thì tóm lại chúng ta cài cái này thôi. Tất nhiên còn có nhiều cái khác có tác dụng tương tự như nó, ví dụ như là Vertigo hoặc là nhiều lắm. Tóm lại chúng ta chỉ cần nhiều thì chúng ta chọn một cái thôi, tôi chọn cái gì tôi quen thôi, chọn Sample cũng được. Vertigo thì có thể một số cái config nó tiện hơn đấy, nhưng mà tại vì tôi đã quen cái này thì tôi dùng thôi, thì chả có gì lý do gì cả. Tôi có thể giờ chúng ta sẽ vào Google search cái phần mềm này. Xem vào. Cái này thì tìm link download nó hơi lòng vòng một chút, chúng ta kéo xuống xem vào có Windows này. Đó, lại kéo xuống tiếp. Thế thì ở đây nó có 3 bản. Một là bản sample là bản full. Hai là bản sample add-on tức là cài thêm, và sample light tức là cái bản gọn nhẹ thôi, chúng ta có thể download bản nào cũng được. Ví dụ bản full. Đây bản full thì lại kéo xuống, đây nó file share và file zip. File share để cài nó tới 51 MB cơ. Đấy, thế thì khi mà chúng ta cài save và file thì cái này thì sau khi chúng ta cài xong thế thì nó sẽ được cái phần mềm đây, nó sẽ được cái dạng như sau này. Tôi đã để sẵn ở đây trong một C bởi vì tôi đề phòng download node cho số đào trước về máy này. Chúng ta cài này này. Thì chúng ta có thể cài vào bất kỳ một cái thư mục gì cũng được, nhưng mà ở đây tôi sẽ tạo ra một cái thư mục tên là
Các bạn đã thấy rằng thư mục học trò chúng con nó đã cài thêm một cái thư mục sample đã. Trong sample thì nó có rất nhiều thứ. Nó chưa giải đến sau thì vậy. Cơ bản là đã xong. Bây giờ nó hiện lên thông báo gì chúng ta cứ chọn đúng như thế. Tụi nó gọi chọn shortcut không, yes thì có, yes. Proceed không thì cũng yes luôn. Nó bảo yes hay no, nó chọn sẵn là no thì mình cũng no luôn. Tất nhiên nếu mà các bạn đọc kỹ thì có tùy từ tình huống sẽ yes hoặc no, nhưng nói chung thì chúng ta cứ chọn theo cái mặc định của nó. Đây thì các bạn đều biết rằng nó có một số cái thiết lập không được chuẩn lắm, nhưng mà kệ nó, tạm thời nó chưa quan tâm tới cái vấn đề này. Nó chọn từ 1 đến 7, đây ta chọn exit thoát luôn là xong. 7 đây chọn exit là exit, đây thế là chúng ta đã xong. Xong rồi, chúng ta được sample, được sample rồi chúng ta kích. Thế thì nó sẽ ra một cái cửa sổ dạng như sau. Đấy, nếu mà chúng ta bấm vào SVC tức là service thì nó sẽ tự động khởi động cùng với UI. Sau đó chúng ta start thì nó sẽ chạy. Đấy, chạy rất là tốt. Có khi nó không chạy được đâu. Nếu như mà các bạn trong những cái bước cài đặt trước về TeamViewer hoặc về cái Sky này mà các bạn không làm đúng như tôi chỉ dẫn đấy, thì đến cái bước này thì là TeamViewer nó sẽ chiếm và không được đâu. Bây giờ tí tôi sẽ chạy thử, nó phải start xanh như nên như vậy thì mới được nhá. Tắt xì đi thì nó sẽ trở thành cái biểu tượng ở góc này. Đây. Bấm nút nó lại ra. Exit thì thoát. Thế thì nếu như mà chúng ta vào kiểm tra bằng cách gõ vào http 2 chấm trên trên local host đấy, hoặc là có khi chúng ta chỉ cần viết tắt là local host thôi đấy, thì nó sẽ tự động ra như vậy thì là được, là quá trình cài đặt đã thành công đấy. Thì bạn có thể chọn English vào đây, và nếu mà chúng ta muốn quản trị cái cơ sở dữ liệu nữa thì chúng ta bấm vào cái php myadmin này, php myadmin. À, thì chúng ta có thể tạo cái cơ sở dữ liệu và làm cái việc với nó, thì sẽ có bài hướng dẫn riêng.